Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một series cho Hùng nhá. Một chú sâu dâu. Ok, let's go. Một con sâu với hai cái dâu là ngôi sao. Trên lưng thì rất nhiều bông tuyết. Nó có một cặp mắt lồ mắt xịt. Vâng, liệu có một pha quay xe không? Nguy hiểm. Lũ cháo. Cú quay xe là rất mượt. Quả răng khểnh là rất đẹp thôi các bạn. Ok, và bạn Hùng của chúng ta đã lên được top 5 server. What the hell man. Hai con mồi đây rồi, núp cháo. Mồi béo thưa các bạn. Tiếp tục là một pha ôm cua. Vâng, đó lại là pha ôm cua đẳng cấp. Con mồi của chúng ta đã bị tiêu diệt. What the hell man. Ngoài hà bưởi. Cái tội dám đu theo mình. Ngay lập tức em ấy đã phải trả giá. Tiếp tục là một cái xác rất to và béo. Con sâu top 1 đang ở rất xa con sâu của mình. Nụm chào. Gấu bắc cực với chúng tôi. Một pha headshot cho em gấu bắc cực của chúng ta. Ok man. Vâng, top 3 server rồi. Bây giờ sẽ là một pha bùa vây. Tiếp tục là một pha ôm cua. Đó là một pha ôm cua đẳng cấp. Bang rồng xanh của chúng ta đã bị bao vây. Pha này thì cứ gọi là hết nước chấm rồi. Một cú xiết cực mạnh thưa các bạn. Vâng, rất nhanh em ý đã bành xác. Tiếp tục là một chú chuột mũi to. Mày hả bưởi. Vâng, và bây giờ là top 1 server cho bạn Hùng. Hãy
What the hell man? Một con sâu siêu to khổng lồ của nhà bà Lý Slit. Wow. Nó đã bay màu. Tiếp tục là một pha bay màu. Very perfect. Vô tình lụm được bí kíp. Vâng, hai con sâu màu trắng là rất to. May hả bưởi. Chạy đi đâu cho hết nắng. Vẫn còn một con màu trắng nữa thưa các bạn. Nó đang di chuyển với tốc độ cụ từ. What the hell man? Thanh niên đã bay xác rồi. Lụm cháo. Tiếp tục là một pha săn mồi. Vâng, bên cạnh chúng ta là một con sâu của nhà bà Tân Vlog. Còn đây là một con sâu rất to. Không biết của bà nào đây. Cứ tranh thủ đi ăn hồi cái đã. Một cái xác siêu to khổng lồ thưa các bạn. Ok man. Và bây giờ là một con sâu tím dịm hoàng hôn. What the hell man? Nguyên một hang ổ sâu siêu to khổng lồ. Những chú sâu lần lượt đã bị đánh bại. Tiếp tục là một pha săn mồi. Ngoài hả bưởi. Một pha đấu đầu 50-50. Pha này thì hết sảy ông bà bảy rồi. Quá đẳng cấp thưa các bạn. Tiếp tục là một pha headshot. Chưa chết hả bưởi, lụm cháo. Nguy hiểm quá. Vâng, cái khe là rất hẹp. Số của em ý vẫn chưa tỏi ở đây các bạn ạ. Thanh niên vẫn còn sống. Tiếp tục là một pha săn mồi, một em big select. Em ý đã đi vào dĩ vãng. Hai triệu điểm cho bạn Hùng nhá. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Vâng, vẫn là một con sâu rất to. Cái khe là quá hẹp thưa các bạn. Một pha di chuyển vào hang cọp. Nguy hiểm quá.
What the hell man? Vâng, tí nữa thì banh xác thôi các bạn. May hả bưởi, wow. Vâng, con sâu của chúng ta đã toang rồi. Nó đã toang ở giây thứ 55. Nó đã toang ở mốc 2 triệu điểm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.